Xíu mà quýnh con 2.350W đỏ đèn luôn á anh em, báo clip luôn á. Thì là con này là chịu sức mạnh cực kỳ. Con này thì 1E3456E. Model nó là SU118 Super nha mọi người. Của Bass là Italia. Một chiếc lo như vậy là nó là 4.800W max nha. Một chiếc á, max. Bộ này là quýnh xô này là ok. Sao em trai em nghe súp quýnh chưa? Chưa phải không? Mở cho nó nghe. Nghe được không? Em